Nhiều bạn review đi du lịch Măng Đen rất là mắc. Đợt rồi mình chỉ đi Măng Đen trong vòng 2 ngày, chi phí cũng tầm 1,5 triệu thôi, và đây là chi tiết cho bạn nào cần nha. Măng Đen là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, nằm ở độ cao hơn 1.200m. Khí hậu lạnh quanh năm nhưng mà thời tiết hơi khó dự đoán. Mình nghĩ đi Măng Đen tầm tháng 4, tháng 5, tháng 10 và tháng 12 sẽ là ok nhất. Có thể di chuyển bằng máy bay hoặc là xe khách nha. Các bạn đáp máy bay ở sân bay Pleiku, Gia Lai rồi di chuyển về Măng Đen bằng taxi hoặc xe trung chuyển, xe bus. Nhưng mà phí taxi hơi cao á, tầm 1 củ hơn lận. Còn mình thì chọn đi xe khách từ Sài Gòn lên. Xuất phát ở bến xe miền Đông cũ lúc 17 giờ và đến homestay là tầm 7 giờ sáng hôm sau. Có thể chọn Phượng Thu, Minh Quốc, Tâm Anh Limousine hoặc là Thanh Phong nha. Giá vé từ 350 cho tới 400. Ở Măng Đen có một cái đặc sản đó chính là rất nhiều biệt thự. Bởi mình chọn cái chỗ này Sakura Homestay, người ta có từng cái bungalow riêng cho mình á. Chị chủ rất là dễ thương và mình ở 2 ngày tính thêm xe máy là có 400 thôi. Đây là cái phòng của mình nè. Ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm một số chỗ Toki Homestay, La Maison hay là Nắng Homestay, Sun Villa, book trực tiếp hoặc là trên app đều có nha. Đến Măng Đen có cảm giác giống như được quay trở về với thiên nhiên. Bữa mình đi mưa cả 2 ngày, gió lạnh buốt cho nên mình chỉ đi một vài chỗ thôi nha. Mình đi vào hướng cầu treo Kon Tu Rằng. Chỗ này thật sự rất là đẹp luôn á mọi người. Phải gửi xe rồi đi bộ xuống nha. Cây cầu bắc ngang qua con suối lớn. Phía bên kia là một khu ruộng bậc thang đang mùa nước đổ. Cảm giác thật sự rất là healing. Nếu mà tới mùa lúa chín chắc là cũng đẹp nức lòng lắm nè. Mình sẽ gợi ý thêm cho mọi người một vài chỗ mình định đi nhưng mà chưa đi được nha. Đầu tiên là cung đường thông Măng Đen, nằm ngay cổng chào luôn. Có thể check in với đặc sản của Măng Đen là đường thông. Tiếp theo thác Ba Sĩ, thác Lô Ba, hồ Đam Bri. Cái này là hồ Đắc Kè nè, lúc mình đi mưa nhưng mà thật sự rất là đẹp á. Tiếp theo là làng cộng đồng Con Ring, chùa Khánh Lâm, tượng Đức Mẹ Măng Đen. Từ tháp Ba Sĩ đi vào còn có khu 37 hộ, một số nông trại như là Eban, All Farm. Mình thấy người ta trồng khá là nhiều cam nè, cứ từ từ thông thả mà trải nghiệm. Một phần vì khí hậu khắc nghiệt nên đồ ăn ở Măng Đen cũng không có nhiều lựa chọn. Các bạn cứ hỏi chủ homestay là người ta sẽ chỉ liền. Đặc sản trên đấy là gà nướng cơm lam nên mọi người nhớ thử nha. Bữa mình gọi nửa con gà là 130 cành. Chỗ này là gà nướng cơm lam cô sinh, ngon và con gà rất là chất lượng. Bình thường là người ta sẽ bán nguyên con á. Địa chỉ mình để trên màn hình nha. Ăn sáng có thể chọn bánh canh cá lóc a cây. Phần này mình gọi là 40 cành, đảm bảo no và ấm bụng. Ở đây có cái lẩu nấm Nhà Lành cũng khá là ngon. Mình ghép đoàn với hai bạn kia, chia ra thì mỗi người là 80 cành. Lên Măng Đen thời tiết mà xấu thì mình cứ đi cà phê thôi. Trong 2 ngày mưa phùn và nhiệt độ chỉ 14-15 độ, mình cứ lòng vòng đi hết 4 quán cà phê ở Măng Đen. Đầu tiên sẽ kể cho các bạn một quán cà phê với tên rất là dễ thương, tiệm cà phê Xanh Yên. Một chiếc quán nhỏ khá là low key, cũng không có quá nhiều review, đơn giản mộc mạc nhưng ngồi ở đây cũng thấy rất là êm. Có thể những ai mê màu xanh của những phiến lá sẽ rất thích chỗ này. Xanh Yên vẫn đang trong thời gian hoàn thiện, có lẽ lần sau quay lại quán sẽ phủ nhiều cây xanh hơn. Mình đến vào một buổi sáng, những bản nhạc mở ở đây cũng rất là dễ chịu, thư thái và bình yên giống như tên gọi của nó, tiệm cà phê Xanh Yên. Nếu đi vào ngày nắng, ánh sáng đổ bóng xuống bên dưới nhìn rất đẹp mắt. Menu thì cũng từ 25 cành thôi. Ngoài ra cà phê Xanh Yên còn có khu vực bên ngoài nữa nha. Bữa mình đi là mưa phùn nhưng mà mình nghĩ ở đây buổi chiều sẽ có hoàng hôn rất là đẹp, nhìn ra đồi cà phê và những khu rừng. Chắc phải hẹn một hôm nào quay lại đây vào ngày thời tiết đẹp. Nghe mọi người nói thời tiết ở Măng Đen cũng hơi khó đoán một chút. Một phần chắc là nhân phẩm của mình không tốt cho nên hôm đó mình lại đi tới quán cà phê thứ hai. Quán cà phê là một căn nhà gỗ nhỏ xinh với màu sân bên ngoài màu xanh dương. Lúc bước xuống quầy bar giống như một căn hầm. Theo lối cầu thang đi lên bên trên thì lại ngập nắng, rộng rãi và có nhiều chỗ ngồi. Có một điều mình khá là ưng đó chính là ngồi ở đây thì các bạn có thể nhìn ra khung cửa sổ. Xa xa là một màu xanh của rừng núi Măng Đen. Nếu lỡ đi vào một ngày mưa thì có thể ngồi đây ngắm cảnh. Menu thì tầm khoảng 30 cành. Sang buổi sáng ngày hôm sau, trên đường đi từ cầu Kon Tu Rằng về, mình ghé qua shop Coffee and Farm. Lúc chạy xe nhìn từ bên ngoài đã thấy quán rất là xinh, một căn nhà gỗ mộc mạc nằm dưới tán thông với tông màu nâu ấm cúng, và hai recommend cho mọi người đi vào đợt này nha. Bởi khu ở đằng sau quán là cả một rừng mai anh đào rất là đẹp. Hôm mình đi thì đào mới nhú nụ thôi, nên mọi người đi từ bữa nay cho tới giữa tháng 2 là vừa đẹp nè. Địa điểm cuối cùng chỗ này hiện tại chưa hẳn là một quán cà phê, nhưng mình nghĩ sắp tới đây sẽ là một địa điểm bán cà phê ngon ở Măng Đen mà mọi người nên ghé thử. Buồn cười là vì cái chầu cà phê này mà bữa đó mình mém để xe về lại Sài Gòn. Isim Brew Bar còn có một tour cà phê trong rừng khá là hay mà lần sau mình sẽ kể. Còn quán này nằm ở đối diện chợ Con Plong Măng Đen nha. Xem chi tiết trên IG của mình. Bye bye.